cùng đến thị trấn Tàu Lửa. Ở đây chúng tôi uống dầu nóng cho bữa sáng, mọi điều về tàu quả và những cuộc phiêu lưu. Hãy đến đây chơi cùng chúng tôi. Mẹ ơi, con có cảm giác như con quên thứ gì đó. Đừng lo lắng, nếu là chuyện quan trọng thì con sẽ nhớ ra. Mình quên gì vậy ta? Có lẽ nếu nhắm mắt lại thì mình sẽ nhớ ra. À, mình nhớ ra rồi. Ethan, cậu đang nghĩ chuyện gì vậy? Sếp nữa đụng vào hàng rào rồi. Mình quên chúc mừng sinh nhật mẹ mình rồi, Vira. Tất nhiên rồi, mấy đứa con trai không bao giờ nhớ chuyện quan trọng hết. Mình có nên về nhà chúc mừng cho mẹ không? Không có quà gì sao? Ờ, đúng rồi. Cảm ơn dì đã nhắc mình. Mình sẽ tặng mẹ một món quà rất đặc biệt. Cậu sẽ thấy. Đồ mơ mộng. Cậu có thể tặng cho cô ấy món quà gì? Một con voi sao? Đó cũng là một món quà hay, nhưng chúng sống ở châu Phi. Mình phải suy nghĩ. Ồ, mình nghĩ ra rồi. Chắc chắn sẽ vui lắm. Mẹ sẽ hét lên trong sự sung sướng. À ha, hay là trong nỗi sợ hãi? Hả? Người lớn không thích cái này đâu. Với lại, ai cho phép cậu vô công viên lấy tàu lượn đi kia chứ? Không ai chịu đâu. Mình đồng ý. Ý kiến tồi thiệt. Mình có ý tưởng khác. Cậu nói thật đó hả? Cậu không bao giờ huấn luyện được Charlie Kim đâu. Chắc chắn mẹ cậu ấy sẽ nổi giận cho con. Làm sao bây giờ? Mình không nghĩ tặng quà cho mẹ lại khó đến vậy. Mình biết rồi. Không được hả? Cậu cũng không thích cái này sao? Vậy nếu như mình tặng vợt bắt bướm thì sao? Cậu đang chọn quà cho cậu chứ không phải cho mẹ cậu. Và cô ấy sẽ không thích món nào hết. Bác đồng hồ ơi, con đang tìm quà sinh nhật cho mẹ nhưng lại không nghĩ ra được. Bác làm món quà nha. Mẹ con lúc nào cũng cần phải coi giờ hết. Thôi Ethan, bác chỉ sợ bây giờ bác không phải là một món quà tốt nữa. Ethan, cô đơn lúc nào cũng có quà hết. Cô đơn, con nên tặng quà gì cho mẹ của con đây? Cô bán hết đồ rồi Ethan. Ngày mai quay lại nha. Ngày mai con không cần nữa. Hôm nay là sinh nhật của mẹ con mà. Ồ, để cô coi. Cô chỉ có bong bóng thôi, nhưng nó cũng là món quà hay đó Ethan. Dạ, cũng tốt. Nhưng mọi người đều có bong bóng. Con muốn tặng cho mẹ thứ gì đó đặc biệt. Nhưng không sao đâu, con sẽ lấy tạm vậy. Mẹ yêu quý, chúc mừng sinh. Nó bay mất rồi. Ethan, con đừng lo. Quà cáp không quan trọng đâu. Điều quan trọng hơn là con đã nhớ sinh nhật của mẹ. Con là cậu con trai tốt nhất thế giới. Chào bạn thân ơi, cùng nhau ta lái xe nào. Mình vừa nói là bạn thân với nhà bạn. Người kia phía trước đường đi, lý thú dịu kỳ thế nên đừng dừng nhé, đừng chờ nhé. Chào mừng đến thị trấn Tàu Lửa. Ở đây chúng tôi uống dầu nóng cho bữa sáng, mọi điều về tàu quả
và những cuộc phiêu lưu. Hãy đến đây chơi cùng chúng tôi. Nơi này thật sự rất thú vị. Ừ, tham quan viện bảo tàng vốn là một hoạt động giáo dục rất hay ho. Mình yêu thích những thứ thú vị. Người ta gọi sao ta? Mang tính giáo dục. Ồ, xin chào, cậu đi đâu đó? Rất với mình đang tới viện bảo tàng. Đi luôn đi, ở đó thật sự rất tuyệt vời. Ôi, mình không đi được. Mình đang chuyển đồ cho bà, giúp mình được không? Được thôi, nhưng mà lần sau ha. Bây giờ tụi mình trễ giờ mất rồi. Không sao đâu, cứ đi đi, mình tự làm cũng được. Vira, mình hứa danh dự với cậu đó. Tụi mình sẽ giúp cậu mà. Con nhân sư thật kỳ lạ. Đây là con nhân sư thời cổ đại đó. Vậy cái mũi đâu rồi? Đây là bí ẩn to lớn của nhân loại. Có rất nhiều lời kể lại nhưng chưa cái nào được xác thực hết. Nhìn kia, hình khối xếp. Không phải hình khối xếp đâu, đó là kim tự tháp khổng lồ. Cậu có biết ai xây chúng không? À, là ai vậy? Người Ai Cập cổ đại. Đó là những kim tự tháp của người Ai Cập đó. Wow. Thật ra họ đã phải hy sinh rất nhiều công sức, nhưng kết quả đem lại thật là đáng tự hào. Ừ, ước gì mình được tới đó. Mệt quá đi, công việc này thật khó khăn đúng không cậu? Mình vẫn đang làm phần dễ nhất rồi đó. Chúng ta phải đem những tảng đá lên trên đỉnh. Hả? Cậu nói đem lên đỉnh sao? Sao mà chúng ta không làm được đâu? Quy tắc đòn bẩy và rồng rồng, chúng ta sẽ xử lý được thôi, tin mình đi. Sẵn sàng chưa? Nhảy nào. Ôi, bước nhảy ngắn quá. Mình nghĩ bí ẩn lịch sử có lời giải rồi. Rồi, kéo đi. Làm được rồi, thật tuyệt vời. Ừ, đúng đó. Ô, nhìn kìa, Vira đang ở bên đó kìa. Tảng đang ngủ ngốc. Không cần lo đâu, tụi này sẽ giúp cậu. Nghe nè, chắc Vira đang chờ chúng ta đó. Hả? Nhưng mới vừa tới thôi mà. Trước tiên chúng ta phải giúp bạn bè đã. Viện bảo tàng có thể chờ mà. Sau đó chúng ta sẽ tham quan cùng Vira. Cậu nói đúng đó. Đi thôi Ethan. Không, chạy đi. Tụi mình nè. Xin lỗi vì để cậu đợi nha. Mình sợ là không làm được. Tại vì chỉ có 3 người thôi. Cậu cứ nhìn kim tự tháp đồ đạc khổng lồ đi. Cậu nói kim tự tháp sao? Ôi, thật tuyệt vời. Xem ra tham quan viện bảo tàng cũng có ích đó chứ.